Xin chào quý vị. Hôm nay là ngày 1 tháng 3. Mình xin gửi lời chào đến tất cả mọi người nha. Chào tháng 3, và tháng 3 là tháng của mình. Lý do là vì sao ngày tháng 3 là tháng có ngày sinh nhật của mình, nên mình gọi là tháng 3 là tháng của tôi. Rồi, nhưng mà cũng thông qua đó xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn có ngày sinh trong tháng 3 này nha. Và kể cả những người không có ngày sinh trong tháng 3, chúng ta bước vào một tháng 3 đầy khởi sắc. Bởi vì chỉ Tết rồi, tháng 2 là cái tháng vẫn còn, người ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi, mà mình thấy tháng 2 vẫn còn là tháng ăn chơi. Rồi, hết tháng 2 rồi, giờ tháng 3 lo cày nhá. Sáng nay thì như thường lệ, Coleman và Văn Đào và các anh em và anh Nhật sẽ đi tìm quán ăn. Nói thật cho mọi người, giờ sáng, mỗi buổi sáng là mỗi một thử thách vô cùng to lớn. Không biết ăn cái món gì để không trùng. Không thể nào 2 ngày liên tiếp mà ăn cơm tấm được. Không thể 2 ngày liên tiếp mà ăn bún bò được. Cho nên là mỗi buổi sáng là một món mới. Và sáng hôm nay mình nghĩ đến một cái món. Món gì mà vừa ăn vừa né, vừa ăn vừa né. Đố mọi người biết món gì? Nào, cùng theo chân comment nhé. Nhớ là ở Sài Gòn này có một cái quán bò né nổi tiếng lắm, bò né Nam Sơn. Và nó xa quá cho nên bây giờ mình phải tìm một cái quán bò né nào gần ở đây. Chợt nhớ ra có ông chú. Đường Lăng Kiếm 33 là số nhà mình đó, số nhà thời thấu của mình đó, cho nên hẻm 33 cái này mặc dù xuống dưới đây nhưng mà vẫn là hẻm 33. Rồi, trước mình thấy có cái mũi tên xóm tuổi thơ của mình đó nha. Ở đây tất cả các nhà này là đều biết mình hết, đều là bà con xa gần đều ở trong khu vực này hết. Trời ơi, quán xá gì cũng quan. Món nào được ra? Dạ, để xe đó đi. Ngồi đây nè, ngồi đây cho sáng. Rồi để dạ. Xác luôn. Đây hả? Dạ. Dạ. Sáng không? Sáng rồi. Dạ, hai phần bò né mang đi. Một bàn số 5 luôn. Để mang đi luôn hả? Dạ có hả? Dạ. Rồi cho hai phần trước đi. Dạ. Đây. Đây menu luôn bạn. Có in lít luôn nè. Buổi sáng không? À. Đây menu mà có English luôn. Đó, cái ông đó là chú mình đó. Chú gọi là chú Sang. Bò thập cẩm. Ủa, chơi phần đặc biệt đi cho nó ăn nó đã đi. Chú cho con phần đặc biệt nha chú. Ủa, có bò cá nữa.
bò, món xào, có cơm bò, có nuôi bò, có nuôi xào bò nữa nè, spaghetti nè. Nhiều quá, ăn con nuôi xào. Cho con phần bò đặc biệt nha, chú nè. Thì chúng mọi cái biết luôn. Quảng cáo được không? Được, ô đây là nhà. Đây là quán gia đình nha, nấu tại nhà luôn nha. Ồ đây có một chú chó nhưng mà chú chó này không có sủa nè. Cũng không có cử động gì luôn nè. Nhìn y chang thì chó thiệt kìa ta. À cứ tưởng chó thiệt. Đây. Chỉ có bà con mới được vô đây nha. Ờ à, nhà bếp chưa? Bếp gia đình mình. À. Đây hai phần đặc biệt nha. Hai phần đặc biệt dạ. Dạ, có cá luôn á con gì? Đặc biệt dạ, là có cá luôn hả? Dạ rồi rồi. Con đặc biệt là có cá, có bò, trứng, ba tê, thịt, khoai với lại da phô mai chút xíu. Cá hồi á hả? À. Vậy để tôi thay chút xíu bằng cá được không? Được. Muốn ăn gì bỏ vô đó rồi. Cam cá đi. Cái này là phần mang về. Ủa họ tới đây không ăn gì hả? Dạ. Đang làm ở phần mang về. Mình bán vừa sáng tới trưa chỉ nè. À, bán từ 7 giờ sáng tới 2 giờ trưa. Từ sáng tới 2 giờ trưa. Ừ. Ủa, xong rồi 4 giờ chiều tới 9 giờ tối. Bây giờ nào đông nhất? Giờ đông nhất là lúc trưa và tối. À, trưa tối hả? Đâu biết đâu, bữa ăn ở trước con Nam Việt nè. Không muốn uống bia qua chuyện gì gì đó. Xong rồi lên chú Trang ra luôn. Không chú tắt hả dân? Dạ, sáng sớm cái thôi chuẩn bị dưới xong nè. Đây là bầu nước hả? Dạ, đúng rồi. Đây. Thấy luôn nó ướt luôn. Đun khay luôn. Bò né có để lên cái né không? Có chứ. À, vui. Cái này em ăn về nên có bỏ rồi. Để đem về. Để né ăn nó mới ngon. Rồi. Ăn có khách vô anh ơi. Đây nè, cái phía sau cái hẻm này là đi ra luôn nó được cái chỗ nhà. Luôn ra đường nhà anh luôn á. Đã hẻm này luôn ra đường nhà tôi luôn nha, tôi thiệt á, không biết đâu nha. Nhà nó nhà ai ta? Của bố anh lầm lũi. Nè cái hướng này là hướng nào của đi ăn nhầm đường nè. Bên phải không? Phải không ạ? Có lâu cho khán giả điền dòng rồi đi. Đó, ừ. Mọi người thấy hẻm đó không? Đây, quẹo qua được nha. Đó. Tìm được không? Dạ xíu. Đây, quẹo đây là ngay cái chùa gần nhà anh luôn. Đi thử không? Cho biết. Trời, thôi bỏ đi. Nghe tiếng sủa uy lực quá. Coi bỏ lên cái khuôn này. Chưa bao giờ coi luôn á. Gạo luôn nha, quá dữ luôn. Gạo hai phần ăn đi nè. Ủa, trà này trà giống trà bối mà chú? Trà dứa. Trà dứa nè. À, bây giờ là hai cái khuôn bò né đã được để lên bếp cực nóng.
Lát bừng ra nó né, né nó vui. Cậu cái này nó là làm trong nhà TV này như vậy mà. À, dạ. Làm vậy nè. Coi như mở nó văng coi như né kia nữa. Nhưng mà vì sao mà nó né dữ vậy ta? Do mở hả? Do cái chảo gan nó nóng. À. Chảo gan nóng như là còn cái gấp ở đâu? Chảo gan, chảo gan. Gấp gì? Gấp của em. Trong đây là qua giữa đó. Em. Đây mình bán bao lâu rồi Thím? Đây hồi xưa đó là bên kia bán của anh Thành á. Bán cũng 7-8 năm rồi. Khi mà mình qua đây thì là nó tắm hết. Về đây nó tắm hết. Một quán này cũng được 5 rồi, cái gì nữa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nghe hấp dẫn ghê. Ô, ô. Tự động là nó lửa bật lên nữa hả? Bật vô đó. Ừ, nhìn đã. Do dầu á. Đó. Dẫn vô hấp dẫn. Không biết con bóc mình đang là ở trong nhà vậy đó. Vô cùng chất lượng. Có một cái làm cá không chút chút có một vài cá nữa hả? Lấy gì đây chứ? Cầm như là lửa nhỏ rồi đó. Nhỏ lửa này để cho cái này chút chút. Lấy lửa rồi xong dùng nhỏ lửa đó. Tụi nó có đoạn lửa Phật dùm bảo không? Dạ. Vậy chắc là nó đang lên đầu. Rồi. Con lửa lúc này nghĩa hơi bị rung. Không biết gì được. Đây mình trong nhà không nhỏ có một món này luôn đó. Món này là món nhà nghèo nhưng mà khoái lắm. Cái gắt nó bị nói ăn cá hộp mà cá mòi là nhà nghèo nhưng mà thiệt. Cái gì chơi tới qua thông báo trước nha. Dạ. Để ở vậy đúng rồi. Thấy con rảnh nhìn nó chạy hả? Sáng tự nhiên chạy ngang nhìn là mới nhớ là bữa hẹn với lại chú Sang rồi nè anh ơi. Là mình quay dàn kiếm nhiều quá cái giả nó gặp nhà mình ưu tiên dàn kiếm nữa mà. Không đi quay chỗ khác. Khổ vậy. Bơ chưa? Bà lắc ăn cái gì em? Dạ. Em ăn bọt cá rồi. Anh giống phần này nè. Khoai nữa. Đó, khoai nữa lên. Dạ. Quay được. Quay được 5 phút mình kêu được. Bo thì làm lẽ đó. Rồi, hấp dẫn. Dưa liền đây tôi để đánh rồi. Cái này là ra xuống. Bên đây sáng hơn anh. Đây hả? Dạ. Bên đây nó có ánh sáng nhưng bên đây vô, bên đây dưới cái tường. Bên đây sáng hơn anh. Sáng hơn. Đó. Bên này có. Dạ rồi, bên đây sáng hơn. Rồi, ok. Phần nữa. Cái nào bò cá gì? Cái này cá hết đó, cái này. Cá ha. Cái nào cũng có cá mà có luôn xúc xích luôn. Trời ơi, quá đặc biệt luôn. Anh lấy cái này cho đẹp nè anh.
Dạ. Em nè. À, cái này có vẻ đẹp hơn. Rồi, ok. Cái này nó không có bị bậy chứ, chú tính. Rồi. Có không ra chú, cho xin. Rồi, để làm. Dạ, đúng rồi. Chút xíu rồi, coi. Để con quay chút xíu xong con gọi cho bạn quay phim. Oh, yeah. Chớ mình có bánh mì luôn ở đây. Cái món này không biết xuất xứ từ lúc nào nha, thiệt luôn á, không biết cái món này xuất xứ từ lúc nào. Còn cái bò bít tết của nước ngoài là cái miếng nó dày lắm. Không có surprise nữa. Rồi, ok nào, mời quý vị và các bạn cùng Coleman ăn bò né. Lần đầu tiên mọi người thấy cái clip đúng không? Trước giờ mình chưa bao giờ review cái bò né này bao giờ luôn á. Cái này là nói thật ăn cái món này lại nhớ bóp con trai mình nữa. Bạn Quân là coi như chồng ghiền cái bò né này. Thích lắm. Đây, cái này là ăn lần ghiền nè, sợ chịu giống đặc biệt của quán này. Ôi, quá mà đẹp luôn. Thiếu nãy giờ thiếu. Nãy giờ thiếu. Thiếu chụp lại. Nè lấy ổ bên đây này cũng. Xà lách dầu giấm. Đây mọi người thấy vui không? Đó, lâu lâu mình đi ăn theo kiểu gia đình. Nếu như ngày hôm qua thì mọi người xem cái clip là ăn hủ tiếu Nam Vang ở nhà của anh Trần Tuấn Anh, gọi là huyền thoại bóng bàn của Việt Nam, 10 năm liền vô địch giải quốc gia. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục lại một quán ăn gia đình nữa là của ông chú mình, bò nẻ, số 33/31 đường Nhạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh. Dạ, con chào cô Thủy. Bò né. Giờ dán lên ra đó, quá trời luôn. Có cá nè, có trứng nè. Đúng là lâu lâu đổi món cái là đổi món ăn khác liền, ăn nước đi. Muốn vô mà dễ ha chị. Dạ. Vô hẻm 37. Dạ thì đi vô hẻm 37 đúng rồi. Đúng rồi. Nếu mà mấy bạn, đây là số 33/31 đường Hoàn Kiếm nha, nhưng mà các bạn đi vào hẻm 37, xuống hẻm 37 thì đi vô dễ hơn. Các bạn chỉ dẫn vô. Có cái bạn các bạn đặt nãy đi qua đường đó chứ. Nãy đi hẻm 37 đó chứ đâu có đi hẻm 33 đâu. Ồ nó rớt luôn này. Các bạn để chú bò né. Hay chưa. Miếng trứng đẹp quá à, miếng trứng này, cái vỏ nó bên ngoài nó vừa đủ vàng nhẹ. Bánh mì này nó ù quá, nó vừa mập vừa lùn giống mình. Cho thêm vừa, vừa có trứng vừa có cá mòi vừa đủ thứ đồ chơi hết. Rồi lại
ớt cho đậm ngán, kích thích dịch vị. Được ăn hết chưa? Dạ. Khoảng 5 phút nữa gọi cho Hoàng rồi. Đó, hạt tỏi. Đũa cho lẹ. Đây, xà lách dầu giấm. À quên cái bạch tê. Có phô mai là bò nữa nè. Bột nhiều quá. Đây, làm một cái bò. Bỏ rất là mềm. Đây để đảo qua chảo rất là nhanh, nó vừa chín. Để tay bò mình biết là nguyên tắc. Mà nó chín quá là sẽ bị dai. Bò chín pate không khoai là bò chín pate. Là bò chín pate. Đúng không? Cái bò chín khoai, cái bò chín pate. Rồi hai bánh mì nha. Cá mồi. Ăn bò né, chơi luôn cả cá mẹ mồi em đây luôn. Đây, thêm tí pate nữa. Không biết là cái tên bò né có từ lúc nào, nhưng chỉ biết là cái món này khi bưng ra là tất cả mình ăn được cái né này. Văng nó xô 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 xô, mở nó bắn dùn. Nãy mọi người cũng thấy rồi đúng không? À đây có cái khay. Cái này bằng nhựa, nó không có nóng. Để cái này là cái đĩa gang lên đó. Rồi làm tiếp một miếng. Thành lắp dầu giấm. Vô bò ra hoàng luôn vậy đây. Và đây mặt trời bé con của mình. À, trời bé con ăn không luôn. Vô tình trong cái trứng mình lấy ra được rất là ngọt ngào, nhẹ nhàng luôn. À.
này xúc xích mà các bé rất thích ăn, người lớn ăn luôn. Xà lách dầu giấm này trộn ngon quá bạn, hơi bị xuất sắc á. Ở đây có rất nhiều chọn lựa nha, có thể ăn bò trứng không, ăn bò trứng, ăn bò cá, hoặc là ăn cả luôn tập cẩm và xúc xích, có đủ hết luôn. Một cái điểm lạ là rất nhiều người, rất nhiều khán giả là yêu cầu Phan Man giới thiệu rất nhiều địa điểm ăn mà trong lịch sử chưa thấy ai kêu mình đi ăn bò né hết. Lạ thầy có. Là bao nhiêu ăn 300 chỗ rồi nhưng mà cuối cùng là đây là lần đầu tiên ăn bò, ăn cái món review món bò né. Dạ, dạ, mẹ có được. Dạ, có mẹ có. Phải ăn hết một ổ bánh mì. Đây là phần bò trứng pate. Đây, vào đây. Đây là bò trứng pate. Củ hoàng nó hấp dẫn quá. Đây mời đạo diễn ơi. Đây là quay xung xung nè, đây vẫn là bò né nè. Rất là nam tính nha. Nhưng đĩa của Hoàng hơi nam tính nha, ở dưới màu cam nha. À, quý vị bạn mến, khi đồ ăn của Hoàng đào ra cũng có nghĩa là comment phải kết thúc video này đúng không? Mọi người biết bài tôi hết rồi. Đây là số 33/31 đường Phan Thiết, phường 3, quận Bình Thạnh. Bò né chú Sang là chú của mình. Nhưng các bạn có thể đi vào từ hẻm 37 thì dễ hơn. Hẻm 33 thì nó hơi nhỏ và đi nó rất nhiều chó, rất nguy hiểm. Hẻm 37 thì vô nó thoáng mát, nó dễ chịu hơn. Giờ các bạn xin chào tạm biệt nha. Đây là một quán ăn gia đình đó, mà lần đầu tiên mình được vô trong bếp, mình quay từ đi từ tí luôn, không dễ đâu nha. Thôi cũng mong là sẽ giới thiệu được thêm một địa điểm nữa đến với quý vị và các bạn, một cái không gian khác. Có thể là món ăn thì mình cũng không nói, nhưng mà đôi lúc món ăn nó xuất sắc là một phần, nhưng mà cái địa điểm thú vị tạo cho chúng ta có một cái cảm giác thú vị hơn, thì đây là một cái địa điểm mà mình nghĩ rằng là nó cũng có rất nhiều khách. Buổi sáng bán từ sáng cho tới 2 giờ chiều nghỉ, và 4 giờ dọn ra bán tiếp tới buổi tối tới 8-9 giờ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của tôi nha, nhanh đi, tôi sắp được 1 triệu sub rồi. Mọi người cố gắng đăng ký kênh của Colorman nha, đừng quên nha. Các bạn coi xong các bạn nhớ bấm cái nút đăng ký, xong bấm cái chuông nha. Rất nhiều người coi mà không có đăng ký, tôi buồn lắm luôn á. Thấy không? Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.